Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Báo số 13 đi nhanh hơn dự báo Thừa Thiên Huế tức tốc di dời dân. Sáng ngày 14 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát đi thông báo khẩn về cơn bão số 13 Vamco và khẳng định bão đã đi vào nhanh hơn dự báo, vì vậy yêu cầu người dân không ra đường từ 12 giờ trưa nay thay vì 18 giờ như thông báo trước đó. Các địa phương cũng phải khẩn cấp sơ tán di dời dân cư trước 9 giờ ngày 14 tháng 11. Dự kiến tỉnh Thừa Thiên Huế di dời tập trung tại chỗ 19.671 hộ dân với hơn 65.890 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn. Hiện nhiều địa phương ven biển vùng xung yếu của tỉnh Thừa Thiên Huế đang gấp rút di dời dân đến nơi an toàn. Tại thị trấn ven biển Thuận An, huyện Phú Vang, các cơ sở trường học đã mở cửa để sẵn sàng tiếp đón người dân đến tránh trú bão. Nhiều người dân thuộc diện di dời nơi đây đang bắt đầu rời nhà, mưa cũng dần nặng hạt. Còn tại thành phố Huế, việc di dời dân cũng đang được tiến hành. Ông Đoàn Bình Lương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Cửu cho biết sẽ có hơn 100 hộ trên 500 nhân khẩu sẽ buộc di dời đến các nhà cao tầng và trung tâm giáo dục thể chất Đại học Huế. Địa phương đã sẵn sàng lương thực, thực phẩm để hỗ trợ họ. Phường An Cửu cũng đã nắm danh sách tình trạng sức khỏe của 24 phụ nữ mang thai dự sinh trong tháng 11 và tháng 12 để có phương án hỗ trợ di dời họ đến nơi an toàn trước bão. Ngoài ra, phường đã làm việc với các đại lý bán hàng tạp hóa, yêu cầu họ cam kết trữ một lượng lương thực, thực phẩm để chính quyền phòng chống bão cứu trợ người dân khi cần thiết. Các công ty doanh nghiệp vận tải trên địa bàn cũng được phường yêu cầu ký cam kết để sẵn sàng điều động phương tiện phòng chống bão, cứu hộ, cứu nạn người dân. Phường An Đông, thành phố Huế cũng di dời 122 hộ với 473 khẩu đến nơi tránh trú an toàn tại các nhà cao tầng, trụ sở phường, nhà văn hóa. Đây là những hộ ở nơi thấp trũng, nhà không an toàn, bán kiên cố, gia cảnh neo đơn. Cơn bão số 5 đổ bộ vào hồi tháng 9 đã làm cho hệ thống cây xanh ở thành phố Huế hư hỏng rất lớn. Vì vậy, trước cơn bão số 13, ông Lê Như Chinh, Giám đốc Trung tâm Công viên Cây xanh thành phố Huế cho biết đơn vị đã huy động tất cả lực lượng, phương tiện để rà soát xử lý cây xanh. Ông Chinh cũng cho biết đơn vị này cũng tích cực phối hợp với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế rà soát xử lý các cây xanh có nguy cơ gãy đổ, ảnh hưởng đến hệ thống đường điện. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tiếp theo. Bão số 13 tiếp tục mạnh thêm đạt cấp cuồng phong tiến gần về miền Trung. Bão số 13 Vamco đã tăng gần 2 cấp so với hôm qua, gió giật tới cấp 17 và đang tiến gần về đất liền các tỉnh miền Trung. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 6 giờ sáng nay 14 tháng 11, bão số 13 Vamco đang ở cách Đà Nẵng khoảng 370 km, Quảng Trị khoảng 510 km, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh thêm gần 2 cấp so với một ngày trước đó, lên cấp 13, 14, 135 đến 165 km/h, giật cấp 17. Trong phân cấp bão thì số 13 đang nằm trong cấp 12 đến 15, được gọi là cuồng phong hoặc bão rất mạnh. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13 tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi đã có gió mạnh từ cấp 7, giật cấp 8. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 16 giờ ngày 14 tháng 11, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng Thừa Thiên Huế khoảng 190 km về phía đông. Đến 16 giờ ngày 14 tháng 11, vị trí tâm bão cách Đà Nẵng Thừa Thiên Huế khoảng 190 km về phía đông, cách Quảng Trị khoảng 300 km về phía đông, đông nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 135 đến 150 km/h, giật cấp 15. Dự báo trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu dần. Đến 4 giờ ngày 15 tháng 11, bão số 13 ngay trên vùng ven biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 10, 90 đến 100 km/h, giật cấp 13. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 đến 20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Trong ngày hôm nay 14 tháng 11, vùng biển phía Tây, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa, có mưa bão, gió mạnh cấp 8, cấp 10, vùng gần tâm bão cấp 13, 14, giật cấp 17, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, vùng gần tâm bão 9 đến 11 mét, biển động dữ dội. Vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, huyện đảo Lý Sơn, đảo Cù Lao Chàm và Hòn Ngư có mưa bão, gió mạnh dần lên cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, biển động rất dữ dội. Vùng biển Bắc Vịnh
Vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng ven biển từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có khả năng nước dâng cao do bão từ 0,5 đến 1 mét. Từ sáng và trưa 14 tháng 11, trên đất liền từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9, vùng ven biển có nơi cấp 10, giật cấp 12. Từ 14 đến 16 tháng 11, ở phía Nam Nghệ An đến Quảng Nam có mưa to đến rất to, với lượng mưa từ 150 đến 250 mm trên một đợt, có nơi trên 350 mm trên một đợt. Ở Thanh Hóa, phía Bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa từ 50 đến 150 mm trên một đợt. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin tiếp theo. Trả lời điện thoại về thu cho chủ tịch tập đoàn, tài xế xe ôm ôm hận trước món quà bất ngờ. Sau khi trả lại chiếc điện thoại về thu trị giá hàng trăm triệu đồng mà không cần hầu tạ, nam tài xế xe ôm 18 tuổi quê ở Vĩnh Long, tài xế xe ôm công nghệ đã được chủ nhân của chiếc điện thoại trao cho một món quà vô cùng ý nghĩa. Như đã đưa tin, ngày 10 tháng 11, anh Võ Quốc Bình ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa nhận lại chiếc điện thoại Veto bị đánh rơi trên đường từ anh Dương Anh Đức, 18 tuổi quê ở Vĩnh Long, hành nghề xe ôm công nghệ. Theo anh Bình, sáng nay anh đưa con đi học và sơ ý đánh rơi chiếc điện thoại Veto ở khu vực cổng trường học tại đường Nguyễn Bình Khiêm, quận 1. Cả tiếng đồng hồ sau, tôi cũng không phát hiện mình bị rơi điện thoại vì thường ngồi trên xe nên không để ý. Đến khi Đức nhặt được và gọi đến thì tôi mới biết. Bạn ấy hỏi rất kỹ để xác minh tôi có phải là người đánh rơi chiếc điện thoại đó không. Sau khi xác minh, bạn hẹn tôi chạy đến đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh để trao lại chiếc điện thoại mà không cần hầu tạ gì cả. Bạn ấy có tấm lòng thật đáng quý. Tôi quá may mắn khi tài sản bị mất và gặp được người tốt như vậy. Anh Bình nói và cho biết chiếc điện thoại của anh có giá trị hàng trăm triệu đồng. Về phía tài xế xe ôm, anh Đức chia sẻ vì chạy xe ôm công nghệ mỗi cuốc xe cũng được vài chục ngàn, nên em rất quý những đồng tiền do chính sức mình làm ra. Thời điểm nhặt được chiếc điện thoại là em trên đường đi đón khách. Em biết điện thoại đó rất có giá trị, nhưng cái gì không phải của mình thì không nên nhận, nên em đã tìm cách liên lạc để trả lại cho chủ nhân của nó. Em xem nhật ký cuộc gọi, thấy có số điện thoại giống 5 số đuôi của điện thoại Veto thì gọi liên lạc được. Cuối cùng đã trả lại được chủ nhân của nó, em rất vui, anh Đức kể. Cảm kích trước tấm lòng của Đức, ngày 12 tháng 11, anh Võ Quốc Bình, chủ tịch một tập đoàn ở quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã liên hệ với thanh niên để trao cho anh Đức một món quà. Anh Bình cho biết sẽ tạo điều kiện cho Đức học nghề để có thể có một công việc ổn định trong tương lai. Tôi cho em ấy học nghề chăm sóc ô tô, làm nội thất ô tô. Sau khi em ấy ra nghề sẽ được tôi nhận vào làm hoặc em có thể làm việc ở một nơi khác, tùy em lựa chọn. Anh Bình nói và cho biết trong thời gian Đức học việc, anh sẽ trả lương đầy đủ. Ngoài ra, anh sẽ hỗ trợ tất cả chi phí cho em ấy đi học lái xe ô tô.